đi thu hoạch trứng nha các bạn. Gà nó vô ổ nó đẻ mà nó ẹ đẻ ở đây luôn nè các bạn. Vô mình lấy nè, hai trứng nè, vô đây thêm trứng nữa nè, thêm trứng nữa, ba trứng nó đẻ trong này. Vô trong này mình coi coi nó đẻ ở đâu nữa. Đây là trong cái chuồng bên trong, trong chuồng của nó. Chuồng này là giống như cái nhà đó các bạn, chồng mình đóng như cái nhà vậy đó. Đây là cái hộp thùng đồ ăn của nó đây, ăn cũng gần hết rồi đây các bạn ơi. Thùng này á, là khi mà nó muốn ăn á là nó sẽ đứng lên đây nè, nó đứng lên đây thì nó nặng thì nó sẽ rớt đồ ăn xuống đây. Đó. Khi mà nó xuống thì nó đóng lại. Đấy, đồ ăn cũng sắp hết rồi. Sẽ đẩy đồ ăn xuống, mình sẽ phiêu thêm. Phần này là khoảng có thể phiêu ấp lên cả 50 ký một cái thùng này, mình có thể phiêu 50 ký trong một cái thùng này nha các bạn. Khi mình phiêu xong mình đậy lại. Đây là những cái ổ đẻ trứng của nó. Coi trên này nó có trứng không nè. Đây có trứng không nè. Coi coi. Trên này trứng quá trời luôn nè. 4 cái trứng mình đưa ra đây để trong cái khay nhôm này thôi mà nó cũng lên nó đẻ nữa. Đây, mình lấy mình bỏ đây. Bỏ cái khay này lại cho nó, mình để trên cái trên keo này nè, nó leo lên nó leo lên nó đẻ trên này. Đây hồi xưa chuồng này cũng là chuồng cút của mình, chuồng chim cút đó, mà mình không có nuôi nữa. Hồi xưa mình nhốt nó trong này nè, trong này thì nó ít nắng quá cho nên mình không có nuôi trong này nữa, cho nên mình đưa nó ra cái chuồng hồi nãy đó các bạn. Đây mình thu hoạch được nhiều đầy trứng rồi nè, giờ mình đi thu hoạch nữa nha. Vô cái mở cái chuồng này lên. Đây là một cái chuồng gà hồi xưa chồng mình đóng cho mình. Mở lên để mình cho các bạn xem nha. Cho các bạn xem này, đây là một cái ổ trứng, đây có một trứng này, ổ thứ hai, con này nó đang nằm nó đẻ trong này, nó có đẻ hay này nó ấp, nó đòi ấp rồi, coi có trứng nào không, ra coi có trứng nào không, đây có một trứng nè. Cho nó ấp mình lấy ra coi coi, nếu mà nó muốn ấp mình cho nó ấp luôn. Trứng nha, bên này đây có hai trứng này, hai trứng màu hơi xanh xanh như các bạn. Con này thì nó đang ấp, mình đang cho nó ấp. Con nào nó tới nó đẻ không? Coi coi. Nếu mình ấp á, mình cho nó ấp rồi mình đánh dấu vậy đó. Đánh dấu để mình biết. Đánh dấu để mình biết là những con gà khác nó không có vô đây nó đẻ. Nếu mà nó vô đây nó đẻ là mình biết là
có trứng mới. Mình cũng đã đánh dấu rồi. Nó đang đẻ. Nó đang ấp. Chắc mình phải cho trứng vô để cho nó ấp. Đó là mình lấy trứng gà này xong rồi nha. Bên này có không? Bên này không có. Rồi. Dưới này trứng vịt nó đẻ dưới này nè các bạn ơi. Đây. Lấy ra về. Mình được nhiều đầy trứng rồi nè. Sau này coi nó còn trứng không, trứng ngỗng với vịt á, nó không có đẻ một chỗ, nay nó đẻ mai chỗ khác. Đây đây mình thấy trứng đây nè, đó mấy vịt nó đẻ ngay đây nè, ngày nào mình phải đi tìm vòng vòng nhé. Đẻ đây hai trứng nè, vịt nó không có đẻ một chỗ các bạn ơi, nó đẻ tùm lum hết à. Đi vòng ra đằng sau coi nó có đẻ đâu nữa không. Cho vịt hai cái thùng hồi nãy nè, mình lấy cái bịch ly lông màu đen á, bịch rác màu đen á, mình chùm lại, mình chùm lại để cho khi mà ánh nắng nó vô đó nó không có bị xanh cái thùng nước của mình đó các bạn. Đó. Wow, nó uống gần hết rồi nè. Khi mà nó gần hết rồi á, mình có cái ống ở trên này nè, đó mình sẽ cho nó vô, sẽ đưa cái ống này xuống, đưa nó vào đây để nước nó chạy vô đó, để cho hai cái thùng này nó đầy, để cho mấy con gà trong cái chuồng này nó uống. Còn đây á là mình cũng hứng nước, mình có cái này để mình giữ muỗi rồi nó khỏi vô, nó đẻ trứng trong này, đẻ trứng muỗi trong này nè. Đây là những cái thùng đã hứng đầy nước rồi nè, mình để dành để mình cho mấy con ngỗng, con gà, con vịt nó uống. Cũng nhiều thùng lắm, đây một thùng nè, thùng nào mình cũng làm cái miếng này đó để cho muối nó khỏi vô nó đẻ. Đây mình làm một thùng nữa nên mình cũng hứng nước từ trên cái này nè, nó chạy lên đây nè, nó đầy rồi nè. Cái này mình cũng uống nước mưa tự động nó chạy lên đây cho vịt, cho gà nó uống. Tối hôm qua trời mưa quá trời, giờ nó uống nó dơ hết rồi đó, ngày nào mình cũng phải thay nước hết á để cho nó uống, cho nó uống cho nó sạch đó. Để mình đi lấy trứng cái đã, khi mình lấy trứng xong mình tới mình thay nước cho nó. Đi vòng hết cái vườn của mình coi nó còn đẻ đâu nữa không. Mỗi bữa là nó đẻ góc đây nè, hôm nay nó đẻ góc kia rồi, nó không đẻ đây nữa. Coi trong này có trứng không? À, mình thấy có một trứng nè, đó. Trong này có một trứng nè, hai trứng luôn. Trong này mình thấy có hai trứng nè. Moi ra nha. Moi ra được hai trứng nè. Coi. Trong kia còn trứng nữa. Đây thêm trứng nữa coi còn. Đó, mình được đống trứng luôn nè. Hôm nay mình thu được nhiều đây trứng nè. Ngày hôm qua là mình bận đi câu cá cho nên mình không có thì giờ mình lấy trứng. Ở đây là kết quả 2 ngày của mình được nhiều đây trứng. Trứng vịt thì nó đẻ dưới đất cho nên nó bám bụi dơ vậy nè. Còn trứng gà đó, nó đẻ ở trong ổ mình lót sẵn thì nó sạch sẽ hơn, nó không có dơ. Lát nữa mình vô mình rửa đi, mình để dành mình ăn. Thấy nhiều không các bạn? À, quá trời nhiều luôn. Giờ mình lấy mấy cái trứng cút này.
đây chim cút. Nuôi có 9 con chim cút thôi. 6 cái trứng. Chứ không phải một ngày nha các bạn, hai ngày đó. Hai ngày mình thu hoạch được nhiêu đó trứng đó. Lát mình vô mình rửa. Rồi xin chào các bạn nha, xin các bạn ủng hộ mình bằng cách bấm like, share và subscribe để ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn, bye bye.